Tối ngày 25 tháng 3 năm 2019, tại nhà khách Nghệ An, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An đã tổ chức lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tuyên dương thanh thiếu nhi tiêu biểu và trao giải thưởng lý tự trọng năm 2019. Tới sự buổi lễ, có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 25 gương thanh thiếu nhi và 500 đoàn viên thanh thiếu niên tiêu biểu trong toàn tỉnh. Ngày 26 tháng 3 năm 1931 đã trở thành một mốc son ý nghĩa quan trọng đối với tuổi trẻ Việt Nam, đánh dấu sự hình thành của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo và rèn luyện. Trong những năm qua, tuổi trẻ toàn tỉnh đã ghi dấu những thành công, những bước chuyển của mình trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ghi nhận những thành tích và sự đóng góp xuất sắc của tổ chức đoàn và tuổi trẻ Nghệ An trong 88 năm qua, Đảng, Nhà nước và Nhân dân tỉnh Nghệ An đã tặng nhiều phần thưởng cao quý, đặc biệt là nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ và nhiều năm liền nhận cờ xuất sắc của đơn vị dẫn đầu trong công tác đoàn và phong trào thanh thiểu nhi do Trung ương đoàn trao tặng. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư tỉnh Đoàn Nghệ An Phạm Tuấn Vinh bày tỏ lòng biết ơn đối với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cán bộ Đoàn qua các thời kỳ. Đảng chính quyền và nhân dân Nghệ An đã dành cho tuổi trẻ Nghệ An sự quan tâm đặc biệt và sự giúp đỡ trong suốt 88 năm qua và mong muốn chính quyền Nghệ An tiếp tục quan tâm dìu dắt để tuổi trẻ toàn tỉnh có nhiều đóng góp hơn nữa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Năm 2019 với chủ đề Năm thanh niên tình nguyện, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh Nghệ An đã và đang tạo nhiều môi trường thuận lợi để thanh thiếu niên phát huy tiềm năng qua nhiều ý tưởng, sáng kiến, góp sức trẻ xây dựng đất nước. Tình nguyện sẽ là điểm nhấn của tuổi trẻ Nghệ An trong năm 2019, khẳng định tính tiên phong, gương mẫu bản lĩnh của thế hệ trẻ hôm nay. Cũng tại buổi lễ 25 gương cán bộ đoàn thanh thiếu nhi tiêu biểu xuất sắc được khen thưởng. Đây là những tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực lao động, học tập và có nhiều đóng góp cho công tác đoàn. Phong trào thanh thiếu nhi toàn tỉnh Nghệ An được vinh dự nhận giải thưởng lý từ trọng cấp tỉnh, giải thưởng thanh thiếu nhi tiêu biểu năm 2019 tuổi trẻ xứ nghề nói riêng và tuổi trẻ Việt Nam nói chung đã ngày càng khẳng định vị trí vai trò là lực lượng xung kích cách mạng, đội dự bị tin cậy của đảng, không ngại gian khó, xung kích tình nguyện, lao động, sáng tạo, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.